Và lần này bọn mình sẽ dạy các bạn trống lên mini 3 tấc nhở. Đầu tiên các bạn lên mặt trống, sau đó sẽ dặn nhở. Các bạn dặn mạnh và dặn đều, dặn xung quanh, không được dặn nguyên một chỗ. Bây giờ các bạn dặn nhá. Khi các bạn dặn, các bạn cũng phải dặn để cho nghe tiếng dặn nó hay nhá. Thế bây giờ mình sẽ vẽ tâm trống nhá. Mình đã làm xong quả trống mini 3 tấc do khách hàng yêu cầu đóng 3 hàng đinh đồng nha. Bây giờ bọn mình sẽ test âm.